Bữa nay á mình sẽ làm một món là chuột muối sở phơi một nắng. Rồi á mình đem đi chiên hay là đem đi nướng gì đó ăn là nhất cái nách luôn. Ta nói á, lâu lắm rồi mới làm lại món này nha. Còn đây á là con chuột cống nhum nha. Con này là tầm khoảng 600 g là mình bằng gọi luôn á. Chuột á thì mình cũng đã làm sạch sẽ rồi để cho nó gáo nước. Quay ngang á thì mình bầm xả với ớt thôi. Mình làm cái món này á thì xả với ớt càng nhiều thì càng ngon nha. Xả với ớt thì mình cũng đã bầm xong thì mình ướp chuột thôi. Chuột mình ướp cũng rất là đơn giản. Mình cho muối và bột ngọt nè. Xả với ớt nãy mình bầm nó rồi cho dầu luôn. Rồi á mình trộn đều lên cho nó thấm. Chuột này á mình ướp lâu lâu nha, khoảng 1 tiếng đồng hồ á cho nó thấm vì con chuột này nó bự. Mình canh khoảng chừng 15-20 phút á mình trả qua trở lại lần cho con chuột nó thấm đều. Xong rồi á thì mình đem đi phơi nắng nó thôi. Chỗ mình á bữa nay là nắng cũng rất là tốt nha. Theo như mình nghĩ á cũng có rất là nhiều bạn nè chưa thử qua món chuột muối sợ ớt phơi một nắng này đâu. Chuột á thì mình phơi từ sáng tới chiều nha thì nó cũng gáo như thế này. Rồi á mình đem đi chiên thôi. Ta nói cái món này mà làm đây gai hay ăn với cơm là khỏi nói luôn á. Mình đang chiên á như thế này á cảm giác là chịu không nổi luôn. Ta nói cái mùi xả chiên rất là thơm, nhìn con chuột nó lên màu vàng nhìn rất là thèm luôn. Chào tất cả mọi người. Đây là chuột cống nhum nha. Hồi sáng là mình ốp muối sợ ớt á. Mình phơi nắng. À, phơi nắng hết một nắng rồi nha. Đây, mình xé cái đùi nó ra nè. Ô, mình chiên rất là thơm nha. Ô, còn nóng luôn. Rất là nóng nha. Ồ. Thôi mời tất cả mọi người ăn với mình nha. Đây, mình ăn á thì có rau nè, sầu đông nè, bông hẹ nè. Đó, đậu gồng này kia, đây là trắng cái nước chấm của mình nè. Đó, mình mới làm. Đó, thôi mời tất cả mọi người ăn với mình nha. Cái đùi nó nè, để mình xé một cái miếng da trước nha. Miếng da này rất là vàng luôn. Đây, mình thử luôn, mình khỏi chấm nước chấm luôn. Rất là thơm. Thơm xả rồi. Ớt thì cay cay. Mình muối cũng vừa ăn nha. Rất là êm luôn. Chấm. Chấm này rất là ngon nha, chua chua ngọt ngọt. Quá đã. Con chuột này rất là bự nha. Đó, mình mằn xong này kia căng lại là gần 600 g. Quá êm. Sầu đông. Bông hẹ ngà chậm nha. Bông hẹ nặng ngọt lắm. Quá đã. Chuột rất là dai nha mọi người. Quá dai. Xé thịt đùi. Cái tuyết một phần. Quá nóng rồi. Ồ. Đùi rất là bự nha. Quá đã. Lấy miếng lá sầu đâu vô à. Rồi để đây đi. Mình ăn dưới cái lượng bụng đó nè. Cái này dai ngon lắm nè. Mình ép xả nhiều quá, ăn rất là thơm.
Đó là